Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là những thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, hôm nay ngày 22 tháng 9, khu vực phía Bắc trong đó có thủ đô Hà Nội mưa vừa, mưa to, miền Bắc nhiệt độ giảm dần, trời mát. Cụ thể Hà Nội mây, có mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có dông rải rác. Gió nhẹ Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Do bộ phận không khí lạnh ở miền Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, dự báo bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ. Sau đó ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Thời tiết tại thủ đô Hà Nội sẽ duy trì ở trạng thái mát mẻ đến ngày 23 tháng 9, với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ C. Mưa kéo dài có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố tại nội thành, với độ sâu phổ biến từ 10 đến 25cm. Một số tuyến phố có khả năng ngập sâu từ 25 đến 40cm như Thụy Khuê, Phúc Xá, quận Tây Hồ, Thành Công, Huỳnh Thúc Kháng, La Thành, Liễu Giai, Điện Biên Phủ, Núi Trúc, Ngọc Khánh, Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình.